Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 75 ngày 22, Quan Tâm và Chăm Sóc. Kinh Thánh Samuel Nhất đoạn 17 câu 16 đến câu 19. Câu ghi nhớ Samuel Nhất đoạn 17 câu 19. Các anh con ở cùng Saul và hết thảy người Israel để đánh giặc cùng dân Philistine. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Samuel Nhất đoạn 17 câu 16 đến câu 19. Kinh Thánh Cựu Ước trang 269. Samuel Nhất đoạn 17 câu 16 đến câu 19. Người Philistine đi ra buổi mai và buổi chiều, tỏ mình ra như vậy trong 40 ngày. Vả Isai nói cùng David con trai mình mà rằng: "Con hãy lấy một epha hột rang và 10 ổ bánh này, chạy mau đến trại quân đặng đem đưa cho các anh con. Con cũng hãy đem 10 bánh sữa này cho quan tướng cai ngàn quân, thử xem các anh con có mạnh chăng, và con phải đem về cho cha một dấu chi làm chứng về phần chúng nó." Các anh con ở cùng Saul và hết thảy người Israel tại trong trũng Ela để đánh giặc cùng dân Philistine. Chúng ta cùng tô màu câu ghi nhớ trong câu số 19. Các anh con ở cùng Saul và hết thảy người Israel tại trũng Ela để đánh giặc cùng dân Philistine. Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Các anh con ở cùng Saul và hết thảy người Israel tại trong trũng Ela để đánh giặc cùng dân Philistine. Trong phần tìm hiểu, người cha muốn ông David mang gì đến cho các anh của mình? A. Một epha hột rang, 10 ổ bánh. B. 10 epha hột rang, 10 ổ bánh. Chúng ta xem Kinh Thánh thì chúng ta thấy ở trong câu số 17: Vả Isai nói cùng David con trai mình mà rằng: "Con hãy lấy một epha hột rang và 10 ổ bánh." Như vậy chúng ta chọn câu nào? Một epha hột rang và 10 ổ bánh. Chúng ta chọn câu A. Người cha muốn ông David mang gì đến cho quan tướng cai ngàn quân? Nghĩa là những cái người chỉ huy của 1.000 người lính đó, thì đem đến cho họ gì? Câu số 18: Con cũng hãy đem 10 bánh sữa này cho quan tướng cai ngàn quân. A. 10 bánh sữa. B. 100 cái bánh sữa. Bao nhiêu các em? 10 cái bánh sữa. Bởi vì David thì chỉ có thể đem 10 cái bánh sữa thôi, không thể đem 100 cái, nhiều quá David đem không hết. Rồi tiếp theo câu 3: Vì sao người cha muốn mang thức ăn đến cho những người đó? A. Vì họ đang du lịch. B. Vì họ đang đi đánh giặc. Vì các em, họ đang đi đánh giặc. Cái câu ghi nhớ cho chúng ta thấy nè: để đánh giặc cùng dân Philistine, họ đang ở trong cái sự chiến đấu. Và chúng ta biết rằng ở trong cái chiến tranh thì rất là cần những cái lương thực, thực phẩm. Cho nên ở đây chúng ta chọn là câu B. Nếu chúng ta thấy cái chiến tranh đang xảy ra ở tại Ukraine và Nga, chúng ta xem thì chúng ta thấy rằng những người lính rất là cần thức ăn để mà có thể chiến đấu, cũng như nhiều người dân đang bị ở trong sự bao vây hoặc là đang bị ở dưới những cái hầm trú ẩn ở dưới lòng đất, thì họ rất là thiếu thốn thức ăn, nước uống và họ cần cái sự tiếp trợ từ bên ngoài. Cho nên là ba của David nói với David là hãy đem lương thực, đem bánh đến cho các anh của mình, cũng như đem cho những vị chỉ huy binh lính để họ có thực phẩm họ dùng, cũng như là đi đến đó xem thử coi các anh của David có mạnh khỏe không, có bình an không. Và chúng ta biết rằng ngày xưa thì muốn cái gì là cũng phải đi đến nơi, chứ không thể mà
không thể có cái điện thoại quay phim hay là có hình ảnh từ xa như là bây giờ, nhưng mà David phải đi đến đó để xem các anh mình có khỏe không, đem bánh cho các anh và về báo tin cho cha biết là các anh mình mạnh khỏe. Trong phần nhận biết, yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ người khác trong khả năng của mình là sự quan tâm con người cần bày tỏ trong đời sống hàng ngày. Và ở đây chúng ta thấy rằng David đã vâng lời cha, cha rất là yêu thương, muốn chăm sóc giúp đỡ cho các con trai của mình. Và khi cha nói như vậy thì David vâng lời ngay, David đi liền. Và David cũng là người yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ cho người khác. Con dân Chúa luôn bày tỏ sự chăm sóc người chung quanh vì được Chúa luôn chăm sóc. Có nghĩa là mình được Chúa yêu thương, mình được Chúa chăm sóc, mình được cha mẹ yêu thương chăm sóc mình, thì mình cũng cần phải bày tỏ cái tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của mình đến cho những người khác nữa, đến cho ba mẹ, anh chị em của mình và các bạn của mình, những người những người cần cái sự quan tâm chăm sóc đó, mình thể hiện, mình bày tỏ. Thực hành, em tập thăm hỏi ba mẹ, anh chị em trong gia đình khi nhìn thấy họ mệt mỏi hoặc buồn rầu. Ở đây chúng ta trở lại thấy có cái hình ảnh là David là một người chăn chiên này, David cầm cây gậy ở bên cạnh những con chiên và David có cây đàn nữa. Cây đàn của David đây, lúc nào David cũng đàn hát ngợi khen Chúa. Rồi khi cha bảo David đi thăm các anh, đem bánh cho các anh thì David liền đi ngay. Và ở đây có cái hình ảnh là mẹ và một em bé ở phía sau, có thể là em bé thăm hỏi mẹ, em bé massage, đấm lưng cho mẹ hay là nói chuyện với mẹ. Cho nên các em khi thấy ba mẹ mệt mỏi, anh chị em mình mệt mỏi khi làm việc, thì mình có lời thăm hỏi, chăm sóc, nói lời yêu thương với ba mẹ, với anh chị em của mình, để họ được an ủi, khích lệ, họ được vui vẻ và họ hết mệt mỏi. Đó là cái điều mình cần làm với ba mẹ, anh chị em của mình và những người khác. Em tập nói lời nâng đỡ, khích lệ để đem niềm vui cho người khác. Chúng ta cùng ghi ra lời cầu nguyện nhé. Tạ ơn Chúa dạy em biết nếp sống yêu thương, quan tâm đến người khác. Xin Chúa giúp con biết sống bày tỏ tình yêu thương sự quan tâm chăm sóc đến ba mẹ, anh chị em và mọi người rồi. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp con biết sống bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc đến ba mẹ, anh chị em và mọi người. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Xin Chúa giúp cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta biết bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc đến những người khác. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.